Chào mọi người đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay các hàng mình vừa về mấy cái bát phun sơn của những cái máy in cò tô tô đó anh em ha. Những cái máy ví dụ phun sơn như này nè, những cái máy phun sơn có tay cầm rời. Cái dòng in cò tô tô á, nó sẽ có ba cái dòng máy phun sơn điện, một cái dòng máy phun sơn điện pin. Thì những cái dòng ví dụ pin này, cái này thì nó dùng chung bát hết nha. Máy này chung bát hoặc là cái máy này nè, máy này chung bát, cái máy này đang khuyến mãi cũng đang hấp dẫn anh em, có 430.000 thôi nha, 450 W nè. Còn mấy cái này thì hôm nay bên cửa hàng mình vừa về là hai cái dòng bét, bên mình chỉ có 1.5 với 1.8 thôi nha, hai loại thôi, và được gia công tại Việt Nam là bằng đồng, giá 25.000 cọc nha. Và cái em lấy cho em coi nha, đây rất là đẹp luôn nha, những cái bét này gia công bằng đồng làm đẹp lắm, đồng đúng chuẩn theo của bét phun sơn luôn. Bởi vì cái bét này anh em phun sơn á, là nó ở trong đây nó có doa một cái lỗ nữa trong đây nè. Chút xíu bây giờ mình sẽ gỡ cho anh em coi à, nên nó gia công nó hơi cực chút. Ví dụ bình thường cái bát á, là vậy anh em bóp bóp cái cò vô anh em dặn ra ha. Thì thông thường cái bát mà còn mới á, là cái này nó có hơi dán cây chút xíu nha. Còn bát này mình đã tháo ra rồi, dặn vô nó dễ nha. Bình thường bát mới là trong cái rang này nó có phủ một cái lớp keo ron đó. Đây là cái bát nè, bét theo máy thì như nó là 2.5 đó nè. Còn cái bét mình gia công thì nó sẽ có 1.6, 1.5 và 1.8. Nghe 1.5 và 1.8. Anh em đừng có mua nhỏ quá mình sợ nó không có áp lực, cái phun nó không có nổi đâu. Bình thường cái Victrola không có dùng hơi mà nó cũng đã là 1.5 rồi, 1.4, 1.5 rồi. Cái này mình dùng điện thì nó hơi đừng nhỏ quá ha. Cái này là hợp lý. Đó, ví dụ bên đây là 1.5 nè, 1.8 nè. Thì trong cái dòng này thì trong đây nó sẽ có doa một cái kim này nè. Em thấy cái kim này nè, ở đầu trên đây nó có một cái hình oval nè nha. Thì nó phải gia công là nó phải doa theo hình oval này, theo hình oval này, để mình khi mình ráp vô á nha, khi mình ráp vô á, thì cái hình oval này nó sẽ kín với cái bét này, và khi mình bóp cọ thì cái hình oval này nó sẽ thụt vô xíu thì vung sơn ra mới đều á. Đó thì bên gia công nó có hai dòng 1.8 và 1.5 nha. Thì anh em đang có nhu cầu thì mình mua đó, 1.8 và 1.5 nha. Thì cái này thì mình dặn vô thôi, gỡ ra mình xiết vô đây nha. Anh em bóp cái cò cho thụt vô nè đó. Ok ha, rồi vừa tay thôi. Anh em là có keo ron thì mình nhận cái ron, không có rồi thôi nha. Đó, cái đoạn mà mình gia công ở đây anh em, là nó chỉ có, anh em thấy cái đoạn từ đây không, từ đây ra tới đây không, đó là nó dài ha. Cái này chắc tầm khoảng 2 ly mấy á, nhưng mà nó cái lỗ này, lỗ nhỏ, nó tầm khoảng có 1 ly thôi à, từ vô đây là một một phân ở bên một ly là để khoét lỗ, còn cái phần còn lại đây là nó cái hình oval để nó kín cái nó sẽ kín cái đầu bét nha, kín cái đầu của cái ti á nè nha. Cái ti á khi mình thả ra thì nó ôm theo cái hình hình con á nha. Không, hình hình oval, nó oval không đúng, hình con nha anh em ha. Đó, nó đúng rồi, nó là hình con. Để mình thả ra như này, mình thả ra một cái thì cái con này nó sẽ kín vào cái này, phần bóp từ 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 thì nó mới mở ra nha, chứ nó không phải là nó khoan một cái lỗ từ ngoài vô trong thì anh em mở ra nó khác. Tại gia công anh em để ý, ví dụ cái này nè, cái này là nó có cái lỗ này mà nó bịt kín như thế này thì nó khác. Anh em bóp chút xíu như vậy thì nó sẽ ra sơn rồi, còn cái hình con này nó khác. Hình con này chúng ta bóp từ từ thì cái lượng nó sẽ mở, nó mở cái van nó khác cái này mà đó, nó mở khác nha, hai cái cơ chế nó khác nhau nha. Ở cái này nó gia công theo cái tiêu chuẩn của nhà nhà sản xuất luôn nha, nhà 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 hàng sản xuất luôn. Rồi cái này là bằng đồng nha anh em, 1.5 và 1.8, đồng giá 25.000 cục đó. Anh em nào có nhu cầu thì mua hàng, nó hôm nay về rồi làm khoảng mấy ngày á, gia công mấy ngày á, thì cái bình thường cái bát nè ta đưa vô ha, xoay ra thì thông thường cái này á, thì nó sẽ có cái nào như cái nấy anh em, tất cả đều có hình hình con hết. Đây cái đầu như vậy nè, đây ha, đây đó anh em thấy không, đây hình con nè, chứ nó không phải nó thẳng nha. Cái này nó có con này, nó kính ở trong đây, nó cũng có gia công con trong đây nha. Thì mình siết vô cái là cái con này nó sẽ kính vào trong đây đó, mình siết vô đây. Bóp vô ha, thả ra đó. Thả ra thì cái ti này có lò xo ha, nó đẩy cái này ra kín cái này
mình bóp từ từ á, rồi cái con nó mở từ từ ra ha. Đó. Rồi ok nha, 25.000 một đầu. Có hàng sẵn luôn. Đó, này anh em nào có nhu cầu thì ghé mua nha, 25.000 đầu để thay thế cho những cái máy phun sơn của Eagle Auto. Cái này vậy nè. Cái này cũng tháo ra gắn vô thôi bình thường thôi nha. Rồi 1 ly rưỡi và 1 ly 8. Tiền tháo ra cái này mình không có đóng số trên đây nên mình nhìn vào trong đây mình sẽ thấy ha. Đó, dù con này là con ly rưỡi nè, con ly rưỡi đâu nhỏ hơn, bỏ đây đây nè. Bịch này rồng làm bằng gia công là cũng là hàng chất lượng ha. Cái này thì anh em sơn ở nha, mấy cái bé nhỏ nhỏ thì cái áp lực của mấy cái phun sơn nó ra nó chỉ có tua như đó thôi. Nem sơn thì cái nước sơn mà nó không có đậm đặc quá nha, nó phải đậm đặc quá là nó không có ra nha. Ví dụ như nó kẹo quá này mà mình phải pha thêm xăng gì đó dung môi để cho loãng xíu ha. À, thì cái đó thì do mình sơn thôi. Còn những cái bét theo máy thì nó tới 2.5 lận, nó to lắm. À, bét theo máy tới 2.5 lận nha, nó hơi to. Nhiều anh em lại muốn kiếm cái bét nhỏ hơn thì bên mình cũng đã cố gắng ha, đó, cố gắng để sắp xếp. Còn cái này thì bữa giờ có thời gian nào mình sẽ test cho anh em coi. Hôm nay thì hàng nó mới về làm video nhanh ha. Anh em có nhu cầu thì có thể ghé mua. Rồi cảm ơn em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.